Ok, xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư, chúng ta quay trở lại với uh, kênh YouTube của em, Tôn Minh Invest trong uh, dịp cuối tuần. Anh chị ha, thì uh, đến với cuối tuần uh, video ngày hôm nay, thì uh, Tuấn cũng sẽ uh, coi lại thị trường ta trong vận động của thị trường ta trong cái tuần vừa rồi, cũng như là chia sẻ những cái cơ hội uh, mới gửi đến với lại là các anh chị nhà đầu tư. đó thì à, thực sự là tuần nào tuấn cũng à, chia sẻ những cái cơ hội đầu tư đến với các anh chị chúng ta cả và cũng như là cảnh báo những cái à, sự rủi ro à, về các cái dòng cổ phiếu các cái mã cổ phiếu riêng lẻ mà trên thị trường hầu hết các anh chị chúng ta đang rất là quan tâm ấy à, thì nếu mà các anh chị chúng ta luôn đồng hành cùng với tuấn và luôn à, theo dõi tuấn từ à, đầu năm cho tới nay thì có thể cảm thấy rằng là tuấn À, thực sự là bám rất là sát với thị trường và cũng như là rất là nhạy bén trong những cái cơ hội cũng như là những cái uh, sự rủi ro uh, đối với lại là cổ phiếu ha rồi và đến uh, video ngày hôm nay đó thì chúng ta sẽ cùng nhau Đấy, cùng nhau xem như thế nào thứ nhất là coi lại những cái dòng cổ phiếu chính này là dòng chứng khoán dòng ngân hàng ấy và tuấn sẽ nói thêm và chia sẻ nhiều hơn về cái cơ hội của cái nhóm giờ à nhóm dòng dầu khí mà các cái video gần đây ấy mà các cái video gần đây Tuấn liên tục Tuấn nói với các anh chị chúng ta à và không thể thiếu nữa đó chính là dòng mà bất động sản nữa các anh chị ha rồi à, cái lý do vì sao mà Tuấn à, rời à, rời chiếc tàu của nhóm dòng chứng khoán và Tuấn à, tập trung Tuấn đánh hết toàn bộ à, nát của mình sang bên à, nhóm à, dòng dầu khí thì tuấn cũng sẽ giải thích trong video ngày hôm nay cũng như là trong nhóm khách hàng của tuấn tuấn cũng đã như thế nào đánh full bên dòng dầu khí rồi đấy, và cũng đã thoát uh, các cái cổ phiếu uh, nhóm dòng uh, chứng khoán cách đây khoảng tầm là, là là đầu phi đầu đầu tuần đấy đầu tuần nay là cũng đã uh, đầu tuần vừa rồi cũng đã đánh xong coi như là kết thúc hai tháng ấy thì uh, tuấn cũng có một cái uh, nhận xét vào cái thời điểm là ngày 11 một tháng mười đây, Tuấn cũng có đã có từng chụp cho các anh chị chúng ta về cái cái nhận định này, đúng không ạ? À? Một số các cái thông tin quan trọng như sau từ cái hôm ngày 11 tháng à, năm đây, ở ngày 11 tháng 5 đây là Tuấn đã nhận định cho các anh chị chúng ta, anh chị ha. Rồi, thứ nhất này, nghị định 10 sửa đổi luật đất đai năm 2013 có hiệu lực từ uh, 20 tháng 5, thì tức có nghĩa là trong tuần sau là tụi nó đã có hiệu lực rồi. Thì đây cũng chính là cái tín hiệu kết thúc chu kỳ tăng ngắn hạn cận kê. Của nhóm dòng bất động sản và bước vào cái giai đoạn là đè giá tái tích lũy trở lại nên cẩn thận với cái nhóm bất động sản như thế này mọi người nhé. Ấy thì từ đến lúc mà ngày 1 tháng 5 cho tới cái tuần vừa rồi thì thứ nhất chúng ta sẽ đi với là từng nhóm cổ phiếu à chúng ta sẽ đi đến trước với là nhóm cổ phiếu bất động sản đi. Chúng ta sẽ đi từ chi tiết các cái từng cái nhóm mà Tuấn đề cập ở đây trước rồi chúng ta sẽ À, quay trở lại với lại là thị trường chung các anh chị bởi vì hiện tại Tuấn cảm thấy là thị trường chung nó uh, đánh nó rất là khó chịu bởi vì nó có cái sự phân hóa về dòng tiền ở giữa các cái nhóm ngành và thậm chí là trong cùng một nhóm ngành nó cũng có cái sự phân hóa các anh chị chúng ta phải lưu ý những cái điều này và Tuấn cũng đã nói đi nói lại cái cái điều này nó cũng khá là nhiều lần từ khoảng tầm là tháng tháng ba trở lại đây rồi hoặc là sau cái dịp uh, lễ Tết nguyên đáng trở lại đây rồi các anh chị ha rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu trước với lại nhóm bất động sản nhé, ha, đã rồi bất động sản đây, thì từ cái lúc mà có những cái uh, nghị định, uh, từ những lúc mà khi mà có những cái thông tin mà tuấn nắm được, đúng không ạ, tức là ngày 11 tháng 5, các anh chị ta sẽ thấy đây, Đấy, bắt đầu từ những ngày 11 tháng 5 thì tụi nó cũng đã bắt đầu bò 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 lên rồi đúng không ạ, Đấy, các anh chị có thấy không ạ, bắt đầu bò 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 lên như thế này rồi ấy thì thực sự là nó đã phản ánh cái những cái thông tin tích cực đó và cũng như là những cái gì, những cái yếu tố tăng giá của cổ phiếu nó đã tăng từ những cái vùng giá 12 lên tới tận vùng giá là cho là cái tổng vừa rồi giá cao nhất là 21.5 thì các anh chị chúng ta đã nghĩ như thế nào à? à? cho là bét lắm là là mua sớm ở những cái điểm này đây là vùng giá 12 này nó lên được tới tận 75% các anh chị một một cái một cái sức bật tăng cũng cực kỳ khủng khiếp bằng với lại một cái mã cổ phiếu đầu cơ uh, chứng khoán nhỏ đúng không? đích thì không phải là, là hàng nhỏ nha các anh chị nha. Đấy, ví dụ như BSI này, các anh chị ta cũng thấy nó đã tăng từ vùng 17.8 vùng 18 ở đây cũng chỉ mới được có 70% là maximum. 70 71% là maximum. Nhưng mà đích cũng từ trong cái khoảng đó, cũng từ trong cái khoảng mà ngày 24 tháng 3 là Tuấn bắt đầu Tuấn khuyến nghị với các chị nhà đầu tư và cái nhóm chứng khoán đúng không Trong khi đó thì cái nhóm bất động sản thì Tuấn chưa thật sự là Tuấn đánh trong cái giai đoạn đó mà mãi phía sau này Tuấn mới đánh này. Bởi vì sao nó mạnh quá với lại lúc đó là mình đang đánh tập trung nhóm dòng chứng khoán rồi. Đấy, thì các anh chị ta cũng cũng thấy được rằng là nó đánh từ vùng giá 12 mà nó lên tới tận như lúc này là 75% như vậy. Đó, nó cũng đã có một cái giai đoạn là nó kéo rướng ở đây rồi ha, nó là có cái giai đoạn nó kéo rướng ở đây rồi thì sao ạ à? khi bắt đầu cái tin tức nó ra này trước cái ngày 20 tháng 5 thì có phải là phiên ngày uh, 18 tháng 5 nó đã tạo một cái phiên gì à, à up các anh chị nha nó đã tạo ra một cái phiên up rồi đấy thì cái nhiệm vụ của nó ở trong giai đoạn này nó sẽ như thế nào à? up cũng như là buy mắt macs ha thì nó sẽ là như thế nào ạ à? nó sẽ rơi vào lại cái trạng thái là cái gì tái tích lũy trở lại ha nó sẽ rơi vào một cái trạng thái gọi là tái tích lũy trở lại À, nó sẽ đi ngang quanh cái hưởng vùng này các anh chị đây để lấy một cái ví dụ cho các anh chị chúng ta ví dụ chẳng hạn như các cái cổ phiếu nhóm đầu tư công đi sau khi mà nó đã chạy một cái đoạn kéo rướng lên đây này có phải là bữa giờ là nó cứ đi ngang đi ngang đi ngang liên tục như thế này các anh chị chúng ta thấy đúng không ạ à? lợi nhuận thì chẳng bao nhiêu mà các anh chị chúng ta chủ yếu là các anh chị chúng ta nắm giữ thì nó như thế nào ạ à? nếu như mà các anh chị chúng ta mua mới ha à, nó nói là đối với trường hợp là các anh chị chúng ta mua mới thì các anh chị chúng ta hoàn toàn không có lợi nhuận bao nhiêu cả. Đúng không ạ? Còn đối với lại là các anh chị nhà đầu tư đã mua ở những cái vùng giá phía dưới này, các anh chị chúng ta vẫn nắm giữ được và vẫn nắm giữ tới tận bây giờ, Tuấn không hề là nói hoặc là ý kiến gì cả. Nhưng nhưng sao ạ? Nhưng đối với lại các anh chị nhà đầu tư mà mới mua dạo gần đây này, các anh chị chúng ta nắm giữ bao nhiêu ạ? Rất là lâu rồi. Đúng không ạ? Rất là lâu rồi và kể từ cái lúc mà Tuấn cảnh báo với các anh chị chúng ta là à nó đã vào cái trạng thái gọi là tái tích lũy trở lại ở đây rồi thì sao mà nó đã mất khoảng tầm là hai tháng trời hơn hai tháng trời như thế này đây bắt đầu là từ tháng 3 đầu tháng 3 là bắt đầu nó đã tạo ra những cái điểm mà như nào ạ à, à BSY với lại và bay ở đây rồi đúng không ạ à? thì nó cứ tích lũy dần rồi nó cứ tích lũy dần như vậy à, nó rất là tốn thời gian để mà Ta tích lũy và nó sẽ chôn vốn các anh chị nhà đầu tư nào mà mới mua ở cái quanh cái ngưỡng khu vực vùng 32 à, 32, 33, thậm chí là đu đỉnh ở vùng 34 đi chẳng hạn Đấy, các anh chị chúng ta thấy à, rất là khó để mà các anh chị chúng ta kiếm được lợi nhuận trong khoảng tầm là hơn 2 tháng vừa qua đối với lại là nhóm dòng à, đầu tư công. Lâm lý ở đây em đại diện là là, là con à, BLC này. Rồi, chúng ta cũng xem qua một số mã cổ phiếu đầu tư công khác. Ví dụ chẳng hạn như là CASB cũng vậy, CASB nó cũng kết thúc cái sóng của mình vào khoảng tầm là các anh chị chúng ta thấy có cái sự chuyển giao và chuyển dịch không ạ? Có phải là cái dòng này nó tạo đỉnh thì nó sẽ bắt đầu một cái chân sóng của nhóm dòng khác không ạ? Đây các anh chị mà thấy không? Đây này quanh cái ngưỡng ở vùng này coi như là bắt đầu từ cuối tháng 3 nữa à, khoảng tầm là sau 23 tháng 3 đến ngày 30 tháng 3 bắt đầu tạo đỉnh rồi. Thì quanh cái ngưỡng cái này này, có phải là nếu mà các anh chị chúng ta bán được ở những cái dục cái cái vùng giá quanh khu vực này của B và các anh chị chúng ta chuyển sang nhóm dòng chứng khoán thì có phải là các anh chị chúng ta đã vừa bán được cái vùng đỉnh của nhóm dòng dẫn dắt trong cái giai đoạn mà từ tháng 11 12 cho tới tận tháng 3 của nhóm dòng đầu tư công và chúng ta chuyển dịch sang cái nhóm đã tích lũy từ cũng từ tháng 12 tháng 1 uh, cho tới tận là tháng tháng, uh, tháng 3 tháng 4. Uh, cuối tháng 3, đầu tháng 4 là nhóm dòng chứng khoán là các anh chị chúng ta đã thấy như nào ạ à? cái cách đánh sóng dòng cái cách đánh theo dòng tiền của sóng dòng nó cực kỳ là uh, hay và nó cực kỳ là hiệu quả đúng không ạ? đấy đó là Tuấn nói với các anh chị chúng ta như vậy để mà nhận chúng ta thấy được rằng là tốn nhận diện được cái sóng dòng nó đang như thế nào và nó bắt đầu từ đâu và nó sẽ kết thúc như thế nào và cũng như là nó sẽ chuyển sang cái nhóm dòng đó như thế nào được chưa đấy và từ đó nha đây này tốn cũng có kết cái câu đó như vậy này đấy, khi mà hai dòng chủ đạo trước đó thị trường điều chỉnh thì cũng sẽ có dòng khác lên ngôi mà sắp tới là em kỳ vọng là có ba nhóm này đấy, có ba nhóm là banh dầu khí và thép Đấy, ngoài ra có vài cái cái nhóm cổ phiếu khác thủy sản và bán lẻ nên em có thể là chọn lọc kỹ hơn ở cái hai cái nhóm nhỏ này Đấy, thì chủ yếu vẫn là ba cái nhóm lớn này Đấy, thì Tuấn có chia ra làm hai à, để mà đánh trước à, nhóm thép với lại là, là nhóm à, dầu khí lúc đầu thì mình chọn nhóm à, cũng lấy một ít nhóm à, thép nữa Đấy, nhưng mà sau đó thì cảm thấy rằng là là là, là, là nó vẫn chưa tái tích lũy đủ anh chị ha nhóm dòng thép thì tuấn vẫn chưa thấy nó ta tích lũy đủ cho nên là mình bán luôn thực sự là mình bán luôn mình lấy ở vùng giá 16 ở đây này nhưng mà mình đã bán cắt lỗ trong cái ngày phiên thứ sáu ngày hôm qua đó mình bán cắt lỗ luôn phiên thứ sáu ngày hôm qua ấy thực sự là nếu mình nói rằng là mình đu ở nhịp hồ này là cũng đúng này không 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 phải là ngoa đâu nhưng mà mình chấp nhận mình bán mình chỉ lấy những cái vị thế nhỏ ở đối với lại là, là nhóm cổ phiếu dòng thép thôi và đợt này là mình đánh tập trung nhiều hơn ở những cái cổ phiếu uh, nhóm dòng dầu khí các anh chị đó. đó là một vài những cái điểm nhấn mà tuấn muốn đầu cái video này tuấn nói với các anh chị chúng ta Nào, rồi tiếp theo nha chúng ta sẽ quay trở lại với nhóm bất động sản thì các anh chị chúng ta cũng vừa thấy rồi thì bắt đầu ở đây nó đã tạo ra những cái quá trình and climax ở đây rồi có nghĩa là cái giai đoạn tăng ngắn hạn này của các cái cổ phiếu bất động sản đặc biệt nhất là những cái con dẫn đầu như là đích này hay là sale này là nó đã chuẩn lại rồi, các anh chị nha, nó đã chuẩn lại rồi và bắt đầu nó đã tạo cái đỉnh rồi, thì nó sẽ rơi vào những cái gì ạ à? à, rơi vào cái gì, rơi vào cái giai đoạn nó tái tích lũy trở lại và nó sẽ có gì ạ à? dòng tiền nó sẽ dần nó chuyển dịch sang cái nhóm mới, à, nhóm dẫn dắt mới hoặc là cái sóng dòng mới. đấy mà ở đây thì các anh chị chúng ta cũng đã thấy trong cái phiên thứ sáu vừa rồi, rồi cổ phiếu nhóm nào là cái nhóm mà tăng mạnh mẽ nhất à? Ha, cổ phiếu nhóm nào là cái nhóm tăng mạnh mẽ nhất à à là nhóm gì nhóm dầu khí chứ còn nhóm gì nữa đúng không ạ à? nhóm dầu khí các anh chị ha đâu rồi đâu rồi đâu rồi chú à đây thôi nhóm nhóm dầu khí đúng không ạ à? đây dầu khí này đấy các anh chị có thấy không ạ à? tăng mạnh mẽ nhất ha đó cho nên rằng là mọi người hãy xem đó là một cái tín hiệu để mà ca chúng ta cơ cấu danh mục nha cơ cấu danh mục của mình để mà nhận diện được là sóng dòng tiếp theo nó nằm ở đâu mà ở đây chắc chắn sóng dòng tiếp theo nó sẽ rơi vào nhóm cổ phiếu dầu khí đúng không ạ? À? Ngân hàng cũng có một vài cổ phiếu đánh vượt đỉnh được đó, nhưng mà nó 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 sẽ tương đối là um, khó nhận diện. Đấy, ví dụ đó chính là cái cổ phiếu STB đó mà Tuấn đánh hơi bị sai chút xíu. Đấy đúng rồi cổ phiếu STB này Tuấn nhận diện nó bị sai chút xíu này ấy Tuấn cũng nghĩ rằng là à khi mà nó bị gãy mất ở cái nhịp này này khi mà nó bị gãy mất ở cái nhịp này này đó nó bị gãy mất ở cái nhịp này này ấy thì nó sẽ xấu và nó sẽ rơi vào về lại khoảng vùng giá 24 à ấy cho nên là mình bỏ qua cái nhịp à, tăng này vượt đỉnh này của STB đấy đó là một cái lý do mà mình cũng sẽ phải như nào ạ à rút kinh nghiệm trở lại không phải là cái gì mà mình cũng tự tin mình chắc chắc chắn một trăm phần trăm cả Để đến khi mà nó đã xuất hiện những cái phiên mà pivot như thế này này Đấy đó nó xuất hiện những cái phiên pocket pivot ở đây này là cái phiên mà à xác nhận vào sóng cái đà tăng ấy là mình đã thay đổi cái suy nghĩ đó rồi là mình đã thay đổi cái, cái 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 góc nhìn về cái cổ phiếu này nó sẽ như nào ạ à khó lòng mà nó lên được. Đấy, thì các anh chị ta sẽ thấy là chúng ta sẽ phải linh hoạt với lại cái vận động của cổ phiếu cũng như là linh hoạt với cái vận động của thị trường. thì đây chính là những cái mã cổ phiếu khỏe hơn thị trường các anh chị. ha Và cũng như là khỏe nhất trong nhóm dòng ngân hàng. đấy Rồi à, nên là à, hiện tại nhóm dòng à, quay trở lại với nhóm dòng bất động sản thì các anh chị ta thấy ở đây nó hồi phục lại như thế này các anh chị ta có mừng không? rất là mừng đúng không nhưng mà đừng có vừng vội để tôi cũng lấy cho mọi người này yêu blc đi đây nè xuất hiện những cái cây bay cây max ở đây rồi này gãy này đúng không gãy xong hồi lại này, này hồi lên cái test là đỉnh không thành công rồi gãy lại tiếp này rồi bắt đầu lại ngoi 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 lên này rồi lại tiếp tục gãy này ngoi 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 lên lại tiếp tục thế nào cũng gãy lại lần nữa à nhóm dòng uh, nhóm dòng uh, đầu tư con này đặc biệt là nhất là con blc này là con này tuấn thấy khỏe nhất nó là khỏe hơn cả vcg luôn các anh chị có thấy không ạ à? nó khỏe hơn cả vcg luôn nha đó rồi hay như khỏe hơn cả hhv luôn đấy rồi còn gì nữa nhà còn lcg nữa đó lcg vẫn cũng đang vẫn đang khá là khỏe trong cái nhóm đầu tư công thì tuấn chấm hai cổ phiếu là lcg và à, blc các anh chị nha đấy nên là các anh chị chúng ta cứ từ từ đi đừng có vội đừng có vội nha đừng có vội con này nó khá là giống với cổ phiếu nào các anh chị thấy không? Hoa sen. Đây này, lên hồi hồi test lại chỗ này cái gãy ngược lại này, kiểu gì cũng sẽ có cái nhịp đó đó. Còn nếu mà nó khỏe thì nó sẽ phải đi ngang với khối lượng thấp. Nha. Ở đây kiểu gì nó nên có một cái cú nó rủ lại. Kiểu gì nó cũng nên có một cái cú nó rủ lại rồi nó mới bắt đầu đi lên. Thì à, Tuấn cho rằng á, là nhóm đầu tư con này ha, cũng sẽ có sóng tiếp theo ở cái giai đoạn số 2. Đó. À nó sẽ có cái sóng tiếp theo ở cái giai đoạn số 2 nó giống cái nhịp này này các anh chị này cũng bắt đầu đi lên đi lên đi lên dần này đấy bắt đầu tái tích lũy trở lại này nó kéo dài đâu đó khoảng tầm là tháng 6 cho tới tận tháng 8 có nghĩa là khoảng tầm là hai tháng nó tích lũy lại hai tháng thì sao đấy nó tích lũy lại hai tháng thì sao nó sẽ tiếp tục đánh lên ở đây cũng tương tự như vậy thôi đó nó tích lũy lại khoảng tầm hai tháng À, ở đây do là cái sóng trước nó lên cao này tích lũy lại phải nhiều hơn đó nha yeah. ở đây cái sóng này nó đánh từ giá 4 giá 5 này là con này chia rồi mà nó lên tận 12 là các anh chị chúng ta thấy nó đánh kinh khủng không quá là kinh khủng đi nhóm dòng đầu tư công là cái nhóm mà thật sự là cái đoạn trước là tuấn không đánh được nhóm đầu tư, dòng đầu đầu tư công do là mình không nhận diện được cái cái gì à? sóng dòng nhưng mà sau khi mà cái quá trình mà nó đánh xong rồi gần đánh xong rồi thì bắt đầu mình, mình 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 coi lại tất cả những cái tín hiệu cũng như là những cái cây volume mà nó ra vào dòng tiền để mà mình nhận diện được cái sóng dòng tiếp theo đó chính là dòng chứng khoán Đấy, và dòng bất động sản à, thì đến thời điểm hiện tại là là như nào ạ à? là cái sóng dòng nó dịch chuyển sang dòng dầu khí cái gì ấy nha thực sự là mình bỏ mình rất là đáng tiếc mà là mình bỏ qua một cái sóng rất là lớn của đầu tư công ở cái giai đoạn mà đầu phục hồi là từ tháng 11 cho tới là tháng 2 tháng 3 vừa rồi. Đấy. Đó Tuấn chia sẻ thật với các anh chị chúng ta luôn, Tuấn không hoàn hảo ở tất cả các cái nhóm ngành bởi vì cái nhóm đầu tư công là mình không thường xuyên là mình đánh ở những cái giai đoạn uptrend cho nên là mình không có nhận diện được cái vận động về cung đầu của nó ha, cho nên là mình đánh rất là dễ bị như nào vậy, rớt hàng ví dụ chẳng hạn như có mua thì tốn cũng đã mua ở đây nhưng mà những cái phiên dưới này là rất là dễ bị rớt hàng này, ấy hoặc là tới đây có thể là bán hết rồi này, chứ không thể nào mà, mà nắm giữ được tới tận với vùng giá này, Đấy chẳng hạn như là vậy. Đó là một số các cái kinh nghiệm cũng như là một số các cái gì, à? cái bài học Đó, rất là quý giá cho bản thân uh, cái trâu dồi kiến thức cho bản thân mình và cũng như là gì ạ? À? Và cũng như là những, những những cái mà mà kinh nghiệm sau này mình sẽ À, rút ra để mà mình à, tốt hơn các anh chị nhé nên là chúng ta lưu ý <laughs> rồi à, thì à, đấy cho nên là nhóm bất động sản á, các anh chị chúng ta cứ xác định là nó đã xác nhận là nó bước vào cái giai đoạn mà tái tích lũy trở lại rồi ha thì đâu đó nó sẽ cũng sẽ mất khoảng tầm là à, một tháng có thể là hai tháng nhé các anh chị chúng ta lưu ý một tháng hoặc là hai tháng rồi sau đó thì nó có bật tăng lên tiếp theo chúng ta tính tiếp sau nha hoặc là nó có sóng ngắn sóng to gì trong lúc nó tái tích lũy bởi vì nó có thể nó sai quay những cái biên độ khoảng tầm là 7 phần trăm 10 phần trăm cứ kệ nó nha cứ kệ nó nếu như mà đối với các anh chị nhà đầu tư ở đây có hai trường hợp tôi muốn nói nhé không phải là tuấn chim lợn về nhóm bất động sản hay là nhóm chứng khoán nha nếu như mà các anh chị chúng ta nắm giữ được những cái mã cổ phiếu nhóm chứng khoán và nhóm bất động sản nha ở những cái vùng giá mà từ thời điểm là tháng 3 mà Tuấn khuyến nghị với các anh chị chúng ta đấy. Đó, à, thì các anh chị chúng ta cứ mặc định chúng ta nắm giữ đi. Cái sóng dòng này nó chưa có kết thúc. Ở đây nó chỉ đang là tái tích lũy trở lại để nó bước vào một cái nhịp sóng đợt hai Nha, nó mất khoảng thời gian nhiều hơn thôi, nó mất thời gian thêm thôi. Nhưng mà nếu các anh chị chúng ta kiên nhẫn được thì các anh chị chúng ta sẽ ăn được nhiều phần trăm hơn. Thế thôi, còn ở giai đoạn hiện tại nếu mà các anh chị chúng ta không muốn đánh lướt ra lướt vào mà các anh chị chúng ta muốn có một cái giá vốn rất cực kỳ là đẹp ở những cái vùng giá thấp như thế này. Các anh chị chúng ta cứ giữ đó. Đấy. Có một câu nói của ông uh, gì ạ? À? Warren Buffett nói là gì? Không ai muốn làm giàu chậm cả. Đúng không ạ? À? Trong cái giai đoạn mà tái tích lũy như thế này nó khiến cho nhà đầu tư rất là dễ chán nạn. Trong khi các cái cổ phiếu nhóm dòng khác à, nó đang rất là phấn khởi hoặc là phất khởi lên. Đấy thì các anh chị chúng ta sẽ rất là chán nản và chúng ta rất là dễ nhảy này nhảy nhót qua dòng này nhảy nhót qua dòng kia đó hoặc là nhảy nhót từ cổ phiếu này sang cổ phiếu khác đứng núi này trong núi nọ thấy kiểu kiểu như vậy đấy ha còn bản thân tuấn tại sao tuấn bán nhóm dòng dầu khí nhờ tuấn khuyến nghị bán nhóm dầu khí và tuấn tham gia vào nhóm uh, dòng uh, 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 nhóm, nhóm, nhóm chứng khoán và tuấn tham gia vào nhóm dòng dầu khí à bởi vì cá nhân tuấn là một người tư vấn bởi vì liên tục có những cái khách hàng mới và cũng như là cái gì ạ à? những người mới tham gia vào thị trường và tuấn sẽ phải khuyến nghị với các anh chị nào mà có cái nhu cầu là à, không muốn nắm giữ lâu dài ấy mà cái cách đánh của tuấn là theo những cái từng cái đợt sống như vậy á. thì các anh chị chúng ta có thể theo để mà chúng ta có thể tối ưu hóa hơn ấy cũng không loại trừ những cái trường hợp là tuấn vẫn có khả năng đánh sai à và cái góc nhìn của tuấn nó sai Đấy. Nên là sau cái mỗi lần đó là mình sẽ đưa ra những cái phương pháp nó phù hợp với từng giai đoạn của thị trường. Đấy, à, chứ mà mình không có đinh ninh và mình không có như nào à. Mình không có có có, có khẳng định một phần trăm bất kỳ cái điều gì trên thị trường chứng khoán được cả. Đừng bao giờ cho mình là đúng một phần trăm trên cái thị trường chứng khoán này. Nó có thể vã chết các anh chị chúng ta hoàn toàn khi mà chúng ta cứ cố chấp và bảo thủ nghe theo cái đó, ý kiến cá nhân của bản thân mình đấy là Tuấn chia sẻ thật với các anh chị chúng ta nha đấy Tuấn nói thật luôn nó sẽ vả chết các anh chị chúng ta nó không nó, nó, nó giết không còn giọt máu đào luôn á nha như cái cái năm 2022 là các anh chị chúng ta thấy rồi giờ đi họp đại hội cổ đông hồi đầu năm đi các anh chị chúng ta thấy cái cảnh đấy, đu ví dụ sao đích ở vùng giá 90 trăm như thế này á hỏi sau khi nào về bờ ai trả lời được đâu hỏi lãnh đạo thì trả lời lãnh đạo hỏi lại trả lời là cái gì ạ à cung cầu của cổ phiếu là đi theo à, à giá của cổ phiếu là đi theo cung cầu của thị trường mà chúng tôi đâu có làm giá cổ phiếu đâu đấy nó cứ trả lời như vậy thì chắc gì được nó đâu à chắc gì được à, lãnh đạo đâu à đúng không à đấy hay như ông 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 ông, 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 ông a 7 đó cũng hô lên 500 trăm rồi các thứ sale đấy đấy rồi bây giờ công ty của ông nắm giữ thì ông mới cắt lỗ ra mấy chục tỷ mấy trăm tỷ kia kìa Đấy đúng không ạ Giờ mà nói gì mấy ổng được đâu Đúng không Đâu có nói gì được mấy ổng đâu Mấy ổng thích thì hô Đó là những cái loại người mà hả uhm, Ăn thì không sao Nhưng mà, mà mà, mà 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 Thua một cái là bắt đầu Chửi bới tùm lum là mày lắm Đấy nên là tùy vào các cái quyết định của cái gì chúng ta nha đừng bao giờ mà khẳng định chắc nịch một trăm phần trăm gì trên cái thị trường này cả Đấy, nha, đừng bao giờ tự tin 100% các bạn và bản thân mình trên thị trường này. Đấy, cứ linh hoạt theo sự vận động của cung cầu trên thị trường và cũng như là theo dấu chân của Big Boy tạo lập trên thị trường các anh chị. nhé Rồi, thì đấy, đó là kết thúc cái nhóm dòng bất động sản như thế này cho các anh chị chúng ta. Đấy à, vẫn có những cái con riêng lẻ thôi bởi vì những cái con này thanh khoản rất là bé thường là cái nhịp này này các chị ta sẽ thấy á, cái thanh khoản nó càng bé à, cái thanh khoản nó càng bé thì các cái cổ phiếu nó thì lái của họ nó sẽ càng dễ kéo và đánh lên đấy thì à, đợt vừa rồi chúng ta cũng rút kinh nghiệm nhóm dòng chứng khoán rồi là những cái con bé là những cái con mà như nào kéo rất là mạnh kéo rất là khỏe đúng không ạ BSI à, kéo rất là khỏe kéo rất là mạnh rồi hay như FTS cũng tương tự như vậy nha hay nó khác so nhiều so với lại là SSI hay là thậm chí là khác nhiều so với lại là VCI giá yeah, VIX cũng vậy này đấy VND các anh chị ta thấy mãi bây giờ cái dòng tiền nó vào nhưng mà nó đánh bao nhiêu triệu cổ Phim thứ sáu các anh chị 72 triệu cổ 72 triệu cổ nó tương ứng với bao nhiêu tiền các anh chị đâu rồi đâu rồi đâu rồi đâu rồi, đâu rồi. đây khớp lệnh mua đâu rồi đâu rồi Ủa? 72 triệu cổ phiên ngày vừa rồi chỉ giá tới 1.158 tỷ 1.158 tỷ đó các anh chị là bằng bao nhiêu phần trăm à, bằng, ba, bằng bằng bằng, bằng, ba, bao nhiêu nhỉ à gần bằng 1 một, một phần 10 gần bằng 1 1 phần 15 1 à, phần 12 uh, 13 gì đó kinh khủng không rất là kinh khủng nè, à, có đây có giá trị giao dịch nữa này thì đâu đó là đúng một bằng 10 phần trăm các anh chị ta một cổ phiếu mà nó chiếm 10 phần trăm cái thanh khoản của thị trường mà nó không kéo tăng trần nổi luôn là các anh chị ta cũng đủ hiểu là nó nặng tới mức nào rồi đúng không ạ à? ấy nó nặng tới mức nào rồi đúng không ạ à? cực kỳ là nặng cực cực kỳ là nặng luôn kinh khủng không ấy cho nên là đợt vừa rồi Tuấn rút kinh nghiệm rất là nhiều về cái vấn đề là uh, những cái mã cổ phiếu thanh khoản bé nó kéo tốt hơn nhiều so với lại các cái cổ phiếu blue chip ha đấy là một trong những cái mà mình cũng phải rút kinh nghiệm trong từng cái giai đoạn khác nhau trong cái giai đoạn uptrend là những cái mã cổ phiếu đi đầu thường là những cái cổ phiếu đầu ngành vnd vci ssi các thứ ha nhưng mà sao ạ à? trong cái giai đoạn mà thị trường nguồn tiền nó có hạn và nguồn tiền nó nó, nó kiểu nó si ba chao ấy nó si ba chao nó ảo ma các thứ này nó toàn đánh những cái mã cổ phiếu nhỏ nhỏ không thôi ai nên là mọi người cứ nhận, nhận xét đó cứ cứ nhìn đó mà rút ra những cái bài học từng cái giai đoạn chúng ta sẽ thấy được hả rồi thì nhóm dòng chứng khoán thì tôi cũng đã cho chốt hết rồi thực sự là tôi cũng đã cho chốt toàn bộ nhóm dòng chứng khoán rồi à ví dụ như SI mình cũng chốt hết quanh 23 như thế này này, rồi Visa thì mình thực sự là mình cũng không ngờ là là, là chỉ có riêng Visa này phiên hôm thứ năm vừa rồi Tuấn cũng có nói đó là nó đánh ngược lại hoàn toàn so với lại là 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 là, là à, các cái cổ phiếu khác trong nhóm dòng à, chứng khoán chỉ có nó vượt đỉnh với lại một con nữa là con BVS này à, là hai con này có dòng tiền vào lớn vào trong phiên ngày thứ năm vừa rồi. Đấy thì thật sự là nó cũng chỉ là những cái cánh én lẻ loi trong nhóm dòng chứng khoán thôi mà chủ yếu là những cái con đầu đàn đi trước ở những cái giai đoạn vừa rồi và dẫn dắt á, là những con BSA hay là FTS á, nó đã tạo đỉnh rồi Đấy. như Tuấn cũng đã có những cái nhận xét cho các anh chị chúng ta về BSI đúng không ạ khi mà nó bắt đầu nó có những cái tín hiệu bị bán lớn ở những cái nhịp như thế này thì nó rất là khó để mà nó đi lên lại các anh chị nó rất là khó để mà nó đi lên lại ai mà FOMO nữa thì đây này các anh chị ta sẽ thấy á, những cái phiên mà nó giảm sau đó Đây này, những cái phiên mà nó giảm này Một, à, hai phiên này này Có hai phiên này nó giảm sau đó Hoặc là cái phiên mà nó phục hồi uh, trở lại như thế này này Cái volume nó thấp Nhưng mà một khi nó bán rất là lớn về lại cái vùng dưới đây này Thì nó như thế nào ạ Volume nó nổ rất là to Thì tức có nghĩa là ở đây Tức có nghĩa là ở nhịp trước ở đây cũng vậy này Các anh chị ta cứ nhìn đây nha Đây, đây là lần thu mua thứ nhất Đây là lần thu mua thứ nhất nha này và đây chính là lần thu mua thứ hai của đội lái. Thì đâu đó nếu như mà cái vùng giá này. Uh, ở đây là nó bán khoảng tầm là 2 triệu 6. Thành uh, khoản là tầm khoảng là 2 triệu 6. Và ở đây cũng là 2 triệu 1. Thì đâu đó Tuấn nghĩ rằng là nó đang thu gom lại được khoảng tầm là uh, 3 triệu cổ phiếu rồi. 3 đến, đến 3 triệu rưỡi cổ phiếu. Nó sẽ cứ dập nhiều ở cái vùng này và nó thu gom lại quanh cái ngưỡng vùng này tiếp đấy. Đấy, hoặc là cứ quanh cái ngưỡng vùng mà 27.5 cho tới vùng 28.5 ở đây là nó sẽ thu gom lại một cái lượng lớn cổ phiếu mà các anh chị chúng ta bán tháo ra. Các anh chị chúng ta cứ 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 cứ, 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 cứ tin là như vậy đi. Đấy, nó sẽ bắt đầu nó tái tích lũy lại chỗ này. Sẽ bắt bắt đầu nó tái tích lũy chỗ này. Ở đây không phải là theo tuấn thấy là ở đây nó không phải là phân phối đâu. Nếu như mà thường phân phối á, thì nó ở đây này. Nó sẽ không volume nó sẽ không quá là cao. Mà khi hồi á khi hồi trở lại nó phải hồi một cái, cái cách quyết liệt lên nó sẽ giống với lại cái thời điểm mà như thế nào đây này đây này đó volume hồi lại này. ví dụ như mà nó gãy xuống như thế này này đấy bắt đầu gãy xuống như thế này này những cái nhịp mà phía sau đây này nó sẽ hồi nó không có quá là cao mà sẽ bắt đầu nó gãy nhẹ xuống cái cứ mở biên nó giảm cứ mở biên nó giảm thì đây chính là những cái tín hiệu mà nó phân phối gần như là xong rồi đó à. Là lấy những cái cổ phiếu như FTS giai đoạn đó coi sao đây đây các anh chị đấy nha nó lên, lên nó bán rất là lớn khi mà khi mà nó rủ về lại những cái nhịp này này đấy, nếu như mà ở đây chính là cái vùng mà phân phối của tụi nó thì những cái phiên mà nó giảm á những cái cây mà nó giảm xuống như này đấy volume nó bình thường thôi nó không quá to đấy, nhưng mà lên nó bán đó lên là nó bán lên là nó bán rồi nó sẽ bắt đầu nó mở biên nó giảm những cái cây này là chúng ta nhận diện được nó là những cái cây phân phối rồi những cái vùng này là vùng phân phối rồi đây chính là cái cây bán hết à, đây chính là cái cây mà bán hết bán tất cả những cái um, lượng cổ phiếu có trong danh mục của mình và đây cũng chính là những cái co mà nó 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 báo hiệu cho nhóm dòng chứng khoán hay là hết chu kỳ đấy nha cái phiên này này đó, thì từ đó các anh chị mới thấy nó đã tạo đỉnh luôn rồi không nhá. Yeah. thì một lần nữa là Tuấn sẽ cảnh báo với các anh chị chúng ta về nhóm dòng chứng khoán này được chưa nha yeah. nên là các anh chị chúng ta lưu ý ha Đấy, nhóm dòng chứng khoán là coi như là trong ngắn hạn nó sẽ bắt đầu nó tái tích lũy trở lại rồi đừng ai nói với Tuấn là hả nó còn sống nó tăng nữa nha tăng tiếp được mạnh nha nó chỉ ở xảy ra ở một vài cái cánh én như là ví dụ có thể là VCI chứ mà theo Tuấn thấy thì VCI nó cũng trap trap kiểu gì á nó kéo đẻo kiểu nào á thực sự luôn á à, nó kéo khá là là, là là là, là là gọi là hơi ảo nha thậm chí là trong cái phi ngày thứ năm vừa rồi nó cũng không tăng trần được là các anh chị ta thấy được là nếu mà anh chị ta thử đu vào ở đây một nghiệp đi nha đu vào ở đây một nghiệp đi theo tôi nghĩ là nó có khả năng nó rủ ngược lại hả nha yeah. theo tôi thấy là nó có khả năng nó rủ ngược trở lại đấy bởi vì sao là cái sóng dòng của nó đã kết thúc ở thời điểm hiện tại rồi Cái sóng dòng của nó đã kết thúc ở thời điểm hiện tại rồi Và nó sóng dòng của nó chủ yếu là đang như nào ạ Tái tích lũy trở lại Thì nó sẽ cái động lực để mà nó lên mạnh và lên cao Và gia tăng lợi nhuận cho các anh chị chúng ta Nó cực kỳ là khó Nó cực kỳ là khó các anh chị nha Nên là các anh chị chúng ta lưu ý ừ. Còn nếu như mà cái góc nhìn đó của Tuấn Nó không phù hợp với lại các anh chị nhà đầu tư á là theo các anh chị chúng ta nghĩ á thì ok, các anh chị chúng ta cứ tiếp tục nắm giữ thôi. Đấy và thực sự là Tuấn vẫn nói lại khẳng định lại thêm một điều với các anh chị chúng ta nữa nha. Nếu như các anh chị chúng ta đã mua theo Tuấn từ những cái thời điểm mà gần cuối tháng 3 là ở quanh cái giai đoạn cái 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 vùng chân sóng này này thì các anh chị chúng ta hoàn toàn vẫn có thể nắm giữ được cho tới thời điểm hiện tại. Đấy, chỉ là Tuấn như nào Tuấn bán xong rồi Tuấn chuyển sang nhóm dòng khác nó có thể mang lại cái phần lợi nhuận tốt hơn nhóm dòng chứng khoán ở thời điểm hiện tại. Cho nên là Tuấn mới khuyến nghị với các anh chị nhà đầu tư trong nhóm khách hàng mình bán ra và mình dịch chuyển dòng tiền sang nhóm dòng dầu khí thế thôi. À, chứ Tuấn không có chim lợn là à, bảo là 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 ờ à, tụi nó gà sập rồi, tụi nó gãy rồi, bán nó bán xong rồi thì nó lại đi hô sập. Đúng không? Không, Tuấn không có hô sập mà Tuấn bảo với các anh chị nhà đầu tư là nó rơi vào cái giai đoạn gì vậy? À? tái tích lũy cho lại, ha, nó chỉ đang rơi vào cái giai đoạn tái tích lũy cho lại để mà nó chuẩn bị nó như nào ạ à. sắp xếp và cũng như là một cái lượng hàng nào đó tiếp theo để mà tiếp tục nó đánh lên trong ba giai đoạn đợt hai sắp tới, ha, coi như là cái sóng đợt một của nhóm dòng chứng khoán is over, nha, yeah. over rồi, được chưa? Rồi và sắp tới chúng ta cũng sẽ nhìn lại tiếp những cái mảng cổ phiếu như BSI BSI này, này hoặc là FTS này này để mà chúng ta như thế nào đánh cái sóng tiếp theo thế thôi đấy đây các anh chị ta thấy có những cái phiên mà nó giảm xuống dưới này nó nổ volume cực kỳ là lớn như vậy á đây những cái nhịp như vậy cũng vậy đây là cái trạng thái và theo tuấn thấy là nó đang tái tích lũy cho lại chắc luôn chắc chắn luôn hả chắc chắn luôn các anh chị nha các anh chị ta cứ 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 để ý thì tuấn nói không có ông Tuấn đã nghiên cứu và Tuấn chuẩn bị những cái kế hoạch như thế này rất là lâu rồi đó là Tuấn sẽ phải nhận diện được nếu như mà đợt tới cái sóng đợt hai của nhóm dòng chứng khoán mà Tuấn bỏ lỡ là Tuấn nói thiệt là là, là 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 là, có lỗi với các anh chị nhà tư lắm luôn á đấy nên là đợt này Tuấn cá với các anh chị rằng nó đang tái tích lũy trở lại và nó có thể rủ thêm một, một lần nữa hoặc là rủ lại bất kỳ cái lần nào nữa trong cái khoảng thời gian sắp tới là rất là cao nó sẽ sớm nó rủ lại một lần nữa nha đấy và nó sẽ mất khoảng tầm đâu đó là ít nhất là cho tới hết tháng 6. à hết tháng 6 các anh chị còn cổ phiếu nào nó có dòng tiền nó và khỏe hơn nó sẽ là cái cái tín hiệu đi đầu cho nhóm dòng chứng khoán á, thì uh, khoảng tầm uh, 25 tháng 6 thì nó sẽ đánh nha khoảng tầm 25 tháng 6 gì đó nó sẽ đánh đấy đó là Tuấn thông báo cho các anh chị ta và Tuấn tham minh cho các anh chị chúng ta à, cái, cái đợt vừa rồi thì nhóm dòng dầu khí thì Tuấn cũng nói chuẩn chỉnh luôn này Bây giờ chúng ta sẽ qua đến cái nhóm dòng dầu khí các anh chị ha Nhóm dòng dầu khí đây đó Cái video ngày đây Tuấn có nói trong cái room à, Nói tiếp này dòng chứng khoán này sắp tới có tên giảm lãi suất 0 này Tại hướng phô mua nhóm dòng chứng khoán này sau các cái, cái phiên gần đây đánh giá lại thì em thấy lực đẩy của nhóm dòng chứng khoán gần như đã hết sức kéo rồi nên là khả năng chúng ta chuẩn bị chốt lại toàn bộ này các chị mà thấy không Đấy. rồi uh, chúng ta coi lại có một cái video uh, tuấn nói ở đây Đấy. ngày 15 tháng 4 tuấn cũng nói này dầu khí rồi bước vào pha c và tạo ra những cái điểm spring rũ bỏ ha Đấy. đây này từ cái thời điểm là ngày 15 tháng 4 và tiến vào pha d thăm minh khoảng tầm là 3 đến 5 tuần ấy rồi ngay cả dòng dầu khí ở đây cũng vậy dầu khí này á có phải là tuấn vẽ ra từ cái thời điểm mà à, uh, tháng uh, đâu rồi bbd nhé Đây tuấn vẽ mọi người ở đây đúng không nó đang tái tích lũy lại trên này này phải không mà bắt đầu nó vượt đỉnh này trời ơi vẽ đẹp như chanh luôn Đấy và cái video gần nhất là tuấn cũng đã nói với mọi người rằng là 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 là, là, là. <laughs> BVD nó vượt đỉnh 52 tuần đúng không ạ? BVD nó vượt đỉnh 52 tuần đúng không ạ? <laughs> Đây này. 1 tháng này, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tháng tức có nghĩa là à, 12 tháng là bao nhiêu mà người? 12 nhân 4 là à 14 8 hả? Là hết tuần này đó là hành à, là, là 52 tuần các anh chị ha. Đấy vượt đỉnh rồi. Đúng không ạ? Vượt đỉnh rồi thì chúng ta sẽ thấy được ra cổ phiếu khi mà nó đã vượt được cái đỉnh 52 tuần như thế này Hình như cũng chưa chưa vượt lắm nha còn miếng xíu ở đây đây này nó cho là 24 đi hãy cho là chưa vượt lắm đi ha Ê, nhưng mà với cái động lực như thế này tạo ra một cái nền phẳng ra rất là khỏe hẳn như thế này tích lũy từ giai đoạn tháng 1 cho tới là tháng 5 ở đây tức là 5 tháng nó có thể nó tái tích lũy lâu hơn giống dòng chứng khoán ha thì ở đây tốn cũng đang kỳ vọng của nó là nó thể đánh nó có thể đánh là được ba uh, 30 phần trăm 40 phần trăm tính từ cái vùng nền thì thật sự là Tuấn mua trẻ một chút xíu Tuấn mua bị trẻ một chút xíu so với lại là kế hoạch uh, đối với lại là, là BVD nha riêng BVD thì Tuấn bị mua trẻ chút xíu do là trước đó là mình chọn BVC ấy mình chọn BVC là vùng giá 15.5 ở đây nha mình chọn BVC là vùng giá 15.5 ở đây và sau đó là mình chọn thêm BVS nữa ấy mình chọn BVS ở vùng giá 26 263 ở đây. Đó. Mình chọn BVS là vùng 26 263 ở đây các anh chị. Đấy thì hiện tại là bắt đầu là BVS nó cũng đã đánh rồi mà thậm chí là BVS đánh còn vượt trội hơn hai cái uh, con BVD và BVC trong cái giai đoạn vừa qua đúng không phiên thứ sáu vừa qua. Đây Đó, BVC và BVD này. Ở BVS này, BVS đánh lên tới tận là 6,3% 64%. Ở trong khi là BVD chỉ có 4,7 và BVC là 5,5 hơn. Đó. Thì tự nhiên BVS thì nó lại đánh mạnh hơn. Nhưng mà về tổng thể thì nếu như mà mua cùng một cái nhịp á. Thì BVC là đang cho cái hiệu suất là tốt nhất là khoảng tầm là 12%. BVD thì mới đây thôi. Mình mua BVD khoảng tầm vá vùng giá 22, 22.3. thì mới chỉ có khoảng tầm là 5% thôi. Hai cái anh chị ha. Hiện Tuấn cũng sâu danh mục cho mọi người luôn Tuấn năm nói là Tuấn làm mà Tuấn bán hết MBS để mà Tuấn qua BVD mà Đây ha các anh chị nhé Đừng có nói là Tuấn Photoshop nhé Không bao giờ Tuấn nói không với lại Photoshop nha Dạo này gần đây là hả? dòng nào lên là mấy ông Photoshop dữ lắm Nó Riêng Tuấn là không Ở cái này là nhiều nhiều anh chị nhau tôi còn bảo tuấn là đánh à, tư vấn chứng khoán là vì đam mê mà à, đúng thiệt là vì đam mê thiệt Đấy, chứ mà chủ yếu là cái, cái nguồn tiền của tuấn là là đánh chứng khoán mà ra đấy, nó các anh chị chúng ta sẽ thấy là hả người thật việc thật và cổ phiếu thật chứ không có uh, ảo ma Canada các anh chị ha, đấy thì Tuấn cũng đã chia sẻ những cái kinh nghiệm này cho các anh chị chúng ta rất là nhiều và cũng như là chia sẻ những cái cơ hội cho các anh chị chúng ta từ cách đây khoảng tầm một tuần hai tuần gì đó rồi và nhiều khi các anh chị chúng ta không thấy chứ hả trong nhóm uh, cộng đồng uh, Tuấn rôm đây này ấy BBC là Tuấn đã uh, nhắc cho các anh chị chúng ta đây. Đây, từ ngày 9 tháng 5 đây, các anh chị mà thấy này, Tuấn đâu đã, cũng đã báo với mọi người là mua mới BBC được này. Đây là Tuấn cho mua sau bởi vì đây là mua đợt mua gia tăng của Tuấn nha, từ ngày 9 tháng 5 là Tuấn mua gia tăng, còn trước đó là Tuấn cũng đã uh, đây này. Từ ngày 4 tháng 5 là bắt đầu là mình ờ uh, 4 tháng 5, 27 tháng 4 gì đó. À cuối tháng 4 là bắt đầu là mình đã đánh rồi. BVC đúng không? Đây. BVC đây. Cuối tháng 4 là mình đã bắt đầu mình vào BVC rồi. Đây này. Các anh chị thấy không ạ? À? À các dòng banh và dầu khí này. Mình nên mình thử lấy trước cái vị thế BVC để mình đánh ngắn cái nhịp này. Ừ. Nhưng mà không ngờ là như nào. Không ngờ là nhóm dòng dầu khí nó lại vào sóng luôn nó lại có cái sóng ngành đi vào luôn. Thì mình bắt đầu mình lấy full vị thế thêm ở cái ngưỡng ở vùng 16.1. Đấy, vùng 16.1, vùng 16.2. Các anh chị ha. Đó là cái kế hoạch mà Tuấn đã lên à, sau khi mà Tuấn chốt hết nhóm dòng chứng khoán. Thực sự là mình chốt nhóm dòng chứng khoán là do mình khá là nương. Đấy, ví dụ chẳng hạn như MBS này, mãi tới tận cái phiên này Tuấn mới bán. À, chứ những cái nhịp trước ở quanh cái ngưỡng vùng trên gần gần 18 chút xíu mình lại không bán ấy mà mình lại bán trong cái phiên giảm này thì lúc đầu là mình cũng khá là tiếc nhưng mà không thực sự là tuấn bán xong một cái là tuấn nhảy qua nhóm uh, nhóm nhóm nhờ dầu khí ngay đấy bvd à, này đấy mình bán xong cái là mình nhảy qua nhóm dầu dầu khí ngay mình à, chờ những cái cơ hội ở vùng giá là 22, 222 22 gì đó đấy mình vào mình mua luôn đấy. có những lúc mà nó giảm xuống trong phiên ngày ngày 15 tháng 5 hay là ngày 17 tháng 5 á thì chả có suy si nghe gì á nhiều khi là tuấn còn muốn nó giảm sâu xuống một xíu về lại 21 năm để mà tuấn gom thêm nhưng mà nó không cho cơ tuấn cái cơ hội đó nên là phải mua ở vùng giá 22.2 như thế này này 22.25 giữa này này các anh chị có thấy không ạ à? đấy hai các anh chị ha ừ. thì đây là tuấn chia sẻ cái cơ hội thực sự là cái cơ hội lớn cho các anh chị chúng ta trong giai đoạn sắp tới bởi vì đây là cái nhịp mà nó tích lũy một cái dạng gì ạ à? đây nền phẳng ở đây rất là tốt chặt chặt tuần này bữa tuấn cũng đã có cái video chia sẻ là trời ơi nó đẹp đẹp như chanh vậy đó dòng tiền nó vào 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 như thế này mà không lo vào nữa thì thôi luôn trong cái video cuối tuần đây này trong cái video cuối tuần của cái tuần trước à, cái tuần 8 tháng 5 ấy là tức có nghĩa là cái video đó là cái video nào ấy nhỉ đâu rồi đâu rồi này cái video ngày hai 20 mươi mấy đó ngày 4 tháng 5 thì phải đây này, nghe này này. Đó, là Tuấn chia sẻ với các anh chị chúng ta về cổ phiếu BVD này, nó đang cực kỳ đẹp. nhóm dòng dầu khí nó đang cực kỳ đẹp, nó tạo ra một cái nền phẳng quá là đẹp đi. Có thể là đây các anh chị chúng ta nhìn ở đây này. Là chúng ta lấy đường trung bình MA 50 thì nó đang cũng đang nằm ở trên đường MA trung bình 50. MA trung bình 20 nó cũng đang hướng lên MA 5 nó cũng đang hướng lên MA 10 nó cũng đang cắt lên như thế này Nó đánh khá là giống với lại là, là nhóm dòng chứng khoán ở giai đoạn này đúng không Đấy. Em 5, em 10 và em 20 đều hướng lên. Đấy, đều hướng lên các anh chị. Thì đây này, BVD nó đang giống y chang như cái giai đoạn này của STS vậy. Và sau đó các anh chị nó thấy nó chạy bao nhiêu một mạch khoảng tầm 30% 6 giá. Các anh chị ta hình dung nếu như mà tuấn nắm giữ khoảng tầm là một tháng tới thì hy vọng rằng là nó có đạt được khoảng tầm là 30% hay là không. À khả năng cao là không. Bởi vì BVD nó hơi nặng. Cái lại BVD là cái cổ phiếu nó lớn anh chị, ha BVD cổ phiếu nó lớn, đấy cho nên là mình kỳ vọng đâu đó, nha mình kỳ vọng đâu đó nó cũng chỉ lên được quanh những cái ngưỡng kháng cự gần gần đây thôi. ví dụ chẳng hạn như vùng 28 này, đó hoặc là 27.5 này, 27.5 này hoặc là tiếp theo là có vùng đỉnh cao nhất là khoảng tầm vùng 30 đấy thôi. Đấy, lên như lên là lên được khoảng tầm 27.5 là cũng mừng lắm rồi. Ví dụ như mà mua 222 đi chẳng hạn. À, cũng hay được 20 phần trăm 23 phần trăm các anh chị ha 20 phần trăm là ok năm giá thôi em hy vọng là năm giá thôi các anh chị lên 27.2 thôi ha lên 27.2 thôi đấy lên 27.2 thôi đấy thì mình đếm cua thử trong hang ấy mình đếm cua thử trong an thì 60.000 mình nhân cho 5 giá thì mình sẽ thu về là được khoảng tầm là 500 triệu. <laughs> đó, tính đơn giản ấy, như vậy thôi. Nhưng mà phải biết nắm giữ nha, cũng phải biết linh hoạt với thị trường nha. Lỡ mà nó lên được giữa đường thì nó đứt gánh thì mình cũng sẽ phải mình chạy thôi. nhá Lỡ biết đâu lên được 25 nhưng mà viên đấy chúng ta thủng mất 1.000 cái là phải chạy rồi. Kiểu gì cũng phải chạy gấp hết đó nhiều khi đang đánh lên ngon giữa chừng giữa này mà thị trường chung nó không ủng hộ thì cũng phải chạy thôi các anh chị nha cũng phải chạy thôi đấy chứ không có được nắm giữ quá là lâu rồi với lại thị trường chung nó không ủng hộ đó mình cũng phải để ý thêm thị trường chung nữa được chưa các anh chị nha thì cái nhóm này chúng ta vẫn sẽ để ý này ngay cả BVB ở đây Tuấn cũng đã có giới thiệu với các anh chị chúng ta rồi đúng không trong những cái giai đoạn này những cổ phiếu nó nhỏ nhỏ đó, nó cũng rất là dễ đánh lên thì tùy thuộc vào cái 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 cái, khẩu vị của các anh chị chúng ta chúng ta đánh thôi đó à, rồi BVD, BVC, BVS ha, coi như là nhóm dòng dầu khí là coi như nhiệm vụ của Tuấn đến đây là xong rồi. Còn anh chị nào mà mua đuổi hay mua sau này á, thì thì tùy thuộc vào cái 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 cái, cái chấp nhận đủ rủi ro của các anh chị chúng ta. Còn những cái cổ phiếu nhóm dòng dầu khí như thế này với độ tích lũy nó khoảng tầm là 3 tháng, Đấy, 3 tháng hoặc là 4 tháng gì đó, thì Tuấn cũng tin rằng là nó sẽ đánh lên được khoảng tầm là hai tháng, cũng giống như là FTS vậy. Ê, FTS nó cũng tích lũy từ cái giai đoạn là tháng 12 cho tới là tháng 3. Đấy, coi như là tháng 1. À, coi như là tháng 12 luôn ha. Tháng 12, tháng 1, tháng 2, tháng 3. Đúng không ạ? Là 4 tháng. Thì 4 tháng này và nó đã bắt đầu nó đánh lên này. Nó bắt đầu nó đánh lên này. À, này, các anh chị có thấy nó cũng bắt đầu nó đánh lên này. Đấy, cũng được 40%. 40 thì 45%. Mà nó đánh trong vòng là tháng 4 và tháng 5 là kết thúc vào và, và, nhịp tháng 5 này thì thì Tuấn cho là đánh khoảng tầm là hai tháng anh chị ha đấy rồi à, cũng giống như Pet đúng cũng vậy cũng tích lũy trở lại đây là những cái mã cổ phiếu đầu cơ tốt hơn thì cũng tích lũy này đấy, cũng tích lũy từ à, tháng 12 hai như là bốn tháng và bắt đầu cuối tháng 3 nó đánh lên này đấy, à, nó đánh lên cũng được rất là nhiều đó thì nó cũng kết thúc vào cái đợt tháng 5 vừa rồi là tức có nghĩa là nó đánh khoảng tầm là một tháng rưỡi hai tháng đấy một tháng rưỡi à, hai tháng hai tháng rưỡi chứ hai tháng hai tháng rưỡi à, đúng không ở à, đâu một tháng rưỡi à một tháng rưỡi hai tháng à đấy thì nó bắt đầu nó nghỉ ngơi trở lại tức là nó đánh cái khoảng thời gian nó chỉ tầm một nửa của cái quá trình nó tích lũy thôi bởi vì tùy thuộc vào cái độ mà kéo giá và độ fomo của nhà đầu tư à, hoặc là lên một cái mức độ đó nó sẽ chững lại đấy hoặc là cái 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 lượng tiền của đội lái hoặc cái lượng cổ phiếu của đội lái nó không còn đủ sức để mà nó kéo nữa thì nó sẽ bắt đầu nó như nào à Đạp để nó thu con Nha các anh chị ha. Đấy. <laughs> thì ở đây BVD cũng vậy thôi, dòng dầu khí cũng vậy thôi. Mình thấy nó cũng tích lũy từ cái khoảng thời gian là đây. Đây, khoảng thời gian là từ tháng 1 cuối tháng 1. À, cuối tháng 1. Cuối tháng 1 cho tới là giữa tháng 5. Thì uh, cho là đầu tháng 2 đi, tháng 2 2 3 4 và và tháng 5 2 3 4 5. À, cũng 4 tháng thì đâu đó nó sẽ đánh nó được khoảng tầm là tới tháng 6 tháng 7 à, coi như là tới tháng 6 bắt đầu ở đây là đó, đó mới có nửa tháng 5 mà mới có nửa tháng 5 như thế này thì đâu đó là tới hết tháng 6 các anh chị hết tháng 6 là nửa đầu của tháng 7 là sao như là kết thúc cái nhóm dòng dầu khí này thì theo tôi nghĩ là như vậy nha yeah. thì lúc đó thì cái khoảng thời gian mà một tháng rưỡi đó là nó sẽ như thế nào xuất hiện cái nhóm sóng dòng nhóm mới thôi đó cái 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 gì à? cái sự kết thúc À, chu kỳ tăng giá của nhóm này nó sẽ mở ra cái chu kỳ tăng giá của nhóm tiếp theo các anh chị lúc đó tuấn sẽ nhận diện tiếp và tuấn gửi đến các anh chị chúng ta cơ hội tiếp theo thôi nhá còn bây giờ là từ bây giờ là các anh chị chúng ta sẽ thấy là video nào tuấn cũng sẽ hô uh, nhóm dòng dầu khí là chủ yếu rồi đó đúng không nhưng mà cũng sẽ như nào ạ cảnh báo những cái cái rủi ro của cái nhóm dòng khác cho các anh chị chúng ta thêm các anh chị ha rồi à, qua nhóm dòng ngân hàng thì Tuấn chỉ có thấy là có STB là ok như hồi nãy Tuấn có nói Và cũng như là Techcombank ở đây nó cũng đang tạo ra một cái nền ở đây này Đó nó đang tạo ra những cái điểm này là cái điểm SOS này ừ, Đây là có một cái điểm SOS rồi ha Nó sẽ bắt đầu nó tái tích lũy trở lại Nó tạo ra những cái điểm LBS Đây này hướng lên Đó, Nên là các anh chị chúng ta có thể là canh Những cái vùng nền ở đây vùng giá 29.5 ở đây Quanh ngưỡng vùng 29.5 ở đây Chúng ta có thể là lấy vị thế được nhưng mà đối với lại là các cái cổ phiếu nhóm uh, chứng khoán à, ng ngân hàng á, nó sẽ không đánh lên một cách gọi là uh, kinh khủng khiếp đâu đó là tùy thuộc vào cái 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 cái, uh, cái sở thích của các anh chị chúng ta cái cái, uh, cái cái khẩu vị chúng ta chúng ta đánh thôi nha đấy MBB cũng được này MBB cũng có khả năng lên này tích lũy lại ở đây này cái nhóm dòng uh, ngân hàng á, thì theo Tuấn thấy á nó mất thời gian nhiều quá nó mất thời gian nó tích lũy nhiều quá và nó thu gom một cái lượng hàng phải cực kỳ là lớn ha à. ấy thì nói chung là nó cũng chưa có đâu vào đâu cả ctg cũng vậy ngay cả những cái con đầu đàn như là con việt công banh ở đây đó nó cũng cho những cái tín hiệu đánh lên một bắt đầu một cái chu kỳ mới rồi à, nhưng mà sao nó lên đây nó cũng có thể nó tái tích lũy trở lại nó test lại cái đỉnh này đã nó chưa đủ thời gian à bởi vì những cái lượng hàng của những cái con trụ như thế này nó cũng khá là nhiều và nó cũng rất là kén nhà đầu tư đúng không nó cũng rất là kén nhà đầu tư thì chúng ta sẽ đợi thêm và những cái mẫu hình tích lũy này của nhóm dòng ngân hàng á, thì nó lại uh, tương đối là, là 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 nó không có được uh, ok cho lắm chỉ có con uh, VIP này hôm phiên hôm thứ năm là Tuấn cũng có nhận diện được này đó đây này bắt đầu ha đây là những cái điểm uh, uh, pivot này đây là những cái điểm mua sớm này Đấy, các anh chị ta hoàn toàn có thể tham gia được VIP. Nếu mà các anh chị ta thích nhóm dòng ngân hàng quá rồi thì sau STB thì có thể là có VIP các anh chị nha. Nhớ nha, VIP. Đấy, cơ hội cơ hội cơ hội đây. Đây này, cái cơ hội ở cái con cổ phiếu này. Các anh chị nha, VIP. Đấy. Đó, cơ hội đó. Rồi ok, à, để chúng ta xem qua thêm một số những mà cổ phiếu khác ví dụ như dòng thép thì tôi nghĩ là nó sẽ mất khoảng thời gian để mà nó tái tích lũy trở lại, còn những cái con cổ phiếu nhỏ thì cái dòng tiền nó có thể nó có dòng tiền riêng thì nó cứ thế mà nó đánh lên thôi. Thì các cái điểm mua ở trên đây thì tùy thuộc vào các cái khẩu vị rủi ro của các anh chị chúng ta nhé thì theo tôi thấy là nó vẫn có khả năng nó đi lên tiếp được thêm một đoạn nữa. Đấy, hoặc là hoàn toàn các anh chị chúng ta vẫn có thể là mua được ở đây. Nha, hoàn toàn vẫn có thể mua được ở đây để chúng ta đánh một cái nhịp ngắn nó đi lên ở TVN, à, TVN thì hơi 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 ảo ma rồi. VGS này từ vùng những cái vùng giá mà 14 năm cho tới vùng 15 này anh chị nào mua được thì hoàn toàn cứ yên tâm nắm giữ nó sẽ còn đánh thêm được một đoạn nữa nha. Nó sẽ còn đánh thêm được một đoạn nữa đối với lại là các cái nhóm à, các cái cổ phiếu nhỏ trong nhóm dòng thép nha. Còn mà những cái thằng lớn như Nam Kim, Hoa Sen thì thôi thất vọng quá thật sự. Và Hòa Phát cũng tương tự như vậy nó vẫn còn tích lũy chán chê lắm các anh chị ơi chưa được gì đâu chỉ có sóng dòng nhóm nhóm nhỏ trong nhóm thép thôi ở những cái cổ phiếu nhỏ trong nhóm thép thôi các anh chị chúng ta cứ lựa những cái con nhỏ nhỏ như thế này đây con bom này thì cũng bỏ nha bỏ mày luôn xóa mày luôn ấy con tít này ra ôi xóa mày luôn đấy vgs thôi tên là HGSMC tvn thì nó hơi yếu nhưng mà kiểu gì nó cũng lên tại vì nó nhỏ mà nha Đấy, thì thì các anh chị chúng ta có thể là mua được được chưa? Bốn mã cổ phiếu này thôi nha, còn ba thằng bự ở trên thì thôi bỏ qua nhé. Rồi chúng ta xem qua thêm một vài cổ phiếu đơn lẻ khác như LCG nó cũng vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ra gì nhá. Nó chưa có vào sóng đâu, theo Tuấn này nó vẫn chưa đâu, chưa đâu vào đâu cả. Các anh chị chúng ta cứ yên tâm đi. Nhóm dòng đầu tư công này khi nào nó đánh lại Tuấn sẽ thông báo đến với mọi người nhé rồi được chưa? KSV cũng tương tự như vậy này, HV cũng vậy này. Nha. Cứ chờ thêm đi. Chừng nào nhóm dòng đầu tư công nó đánh, Tuấn cũng sẽ thông báo với mọi người bởi vì Tuấn đã uh, nghiên cứu cái cách đánh của nhóm dòng đầu tư công trong cái giai đoạn mà nghiên cứu lại cái giai đoạn mà từ tháng 11 cho tới tháng 1 vừa rồi, tháng 2 vừa rồi. Đấy, nó đánh rất là hay, thực sự. Rồi khu công nghiệp. Khu công nghiệp có KBC. Đấy, KBC nó chỉ test lại cái gì ạ? À? cái mẫu hình mà Tuấn có nói và đề cập với các anh chị chúng ta KBC ở đây đây cái mẫu hình cốc tay cầm đúng không thì sau khi một cái điểm lên này cái điểm hướng lên này đấy, đây là cái điểm hướng lên của mẫu hình cốc tay cầm này đấy, và nó quay về nó bắt test lại thành công thì chúng ta mua phiên này là chúng ta sẽ rất là an toàn khẳng định với các anh chị chúng ta luôn mua trong phiên này vẫn rất là an toàn anh chị là mua cái phiên vượt à, vượt cái miệng cốc ở vùng giá 265 27 ở đây cũng cực kỳ là an toàn cũng không thành vấn đề gì khi mà nó quay về nó té lại ở đây mình mua thêm ở đây cũng được đấy đây này mẫu hình mẫu hình cốc có tay đây ha đây các anh chị các anh chị đã thấy không ạ à? đây chỉnh này lên này vượt lên này quay về test lại cái miệng cốc này và tiếp tục hướng lên này đó, đây, các anh chị mà thấy không ạ à? Điểm vào out này Có những cái trường hợp thì nó vẫn tiếp tục đánh lên luôn Đó, được chưa Đấy là các anh chị chúng ta cần lưu ý ha à, Rồi, thì chúng ta sẽ thấy ở đây nó đánh giống không Đánh chuẩn như sách giáo khoa đấy Đây, lên, đèo, lên, lên lại tuấn nó nói là nó sẽ test lại Có thể nó test lại quanh cái ngưỡng vùng 262, 265 đúng không ạ à? Anh chị chúng ta có thể là canh mua vào nếu mà chấp nhận rủi ro mua sớm Thì bây giờ nó test thành công rồi Thì kiểu gì nó cũng sẽ có khả năng nó đi lên nhưng mà nếu như mà sao nó đi lên đây này chẳng hạn như mà nó đi lên 28 ở vùng đây này mà nó thất bại nha ấy mà nó thất bại mà nó quay về nó nó, nó làm thêm nhịp nữa là các anh chị chúng ta cẩn thận có thể nó sẽ đánh hà nó, nó nó sẽ bị cục cái đầu xuống nha nó phải vượt được thêm 282 nữa được chưa tức có nghĩa là lên đây nó sẽ đánh lên luôn nó không được dừng lại nó không được dừng lại nó té lại một lần nữa nếu mà nó test lại một lần nữa là nó dở là nó kiểu như là cái xác suất thất bại nó nó cao hơn rồi nha nhớ điều đó nó phải đánh lên luôn các anh chị nhé đây nó phải phải đánh vượt lên luôn được chưa rồi ok thì đó tuấn giới thiệu thêm cho các anh chị chúng ta kbc rồi có idc thì các anh chị chúng ta thấy là nó yếu hơn chút xíu do dòng tiền nó không thực sự là nó đổ vào các anh chị nha nó yếu hơn chút xíu lhg có con nam tân Quy này là hay gớm nhất này, đúng rồi đánh ship nha. Đấy, đúng thiệt miệng cái mã cổ phiếu nhỏ a à, có bhr cũng đang có nhận diện nha, nhận diện một cái giai đoạn tái tích lũy giá lại rất là dài này. Được nha các anh chị, được. Bhr rất là ok, đấy bhr rất là ok. Phi ngày mai có mua đuổi, các anh chị chúng ta chấp nhận mua đuổi cái vùng giá là dưới 44 luôn. Nha dưới 44 các anh chị chúng ta vẫn mua đuổi được. Con này nó cũng bắt đầu nó vào sóng rồi nha yeah. con này nó bắt đầu nó vào sóng rồi các anh chị khẳng định với các anh chị ta luôn BHR nó đã vào sóng rồi anh chị đã mua chắc chắn nó sẽ vượt được cái vùng đỉnh 4647 ở đây BHR nhớ nha một mã cổ phiếu tiếp theo là BHR có thể là các anh chị ta ăn được nhân đôi đấy hoặc là cũng có thể là ăn được 30 phần trăm lợi nhất đấy BHR nha các anh chị nha BHR những con BHR này cái cái nhịp mà sóng năm này này nó cũng đánh rất là kinh thế bhr nha các anh chị nha bhr ok cơ hội nốt lại đây cái nữa bhr đó ờ à, ssc thì cũng đã lên rồi à trên đây thì tuấn sẽ không có khuyến nghị mọi người mua nữa tiếp thì sao tiếp nó cũng lên rồi mà lên đây thì nó bắt đầu nó gãy nó cụp cái đầu xuống thì hơi xấu chút xíu ha ấy vgc con này cũng đang giai đoạn tích lũy này nhưng mà chưa hẳn là nó đang lên được hơi khó hơi khó các anh chị nó sẽ có lên thôi nhưng mà nó hơi khó chút xíu nha chờ thêm rồi ok um, bán lẻ thì để xem coi có đi chưa đi chưa vẫn chưa đâu dạo này có apple store về nữa nên là không biết cạnh tranh nó như thế nào à. nên là chờ thêm thôi các anh chị nha nhóm bán lẻ chưa có gì là nổi trội cả mai và đi google bet cũng hơi cục cục cái đầu xuống rồi theo tôi thấy thì pet nó nếu như mà nó bị gãy mất cái ngưỡng ở vùng uh, uh, 3 8 ở đây là sẽ hơi xấu nha Nếu như nó gãy cái vùng ở dưới đây thì nó sẽ hơi xấu Đấy nên là các anh chị chúng ta cẩn thận Hoặc là thật sự là bữa giờ ít anh chị nào đánh con pet này lắm Rồi ok uh, Điện thì sao có ghét này con ghét này thì cũng không có sóng dòng cho nên là nó đánh cũng rất là khó chịu các anh chị nhé nên là chủ yếu là chỉ có con điện NT2 này là ok nhất thôi nhưng mà nó điểm mua của nó nó rất là khó các anh chị hoặc là con QTB này cũng vậy nó điểm mua của nó rất là khó cái nhóm điện này thì Tuấn không thường xuyên Tuấn tham gia cho nên là Tuấn cũng không có uh, nhận xét gì quá là nhiều cho các anh chị chúng ta. ấy còn nếu mà các anh chị chúng ta muốn đánh cái dòng này á, thì thật sự là chỉ có một số mã cổ phiếu như BC1 là ok. Con bao này thì nó nặng mông quá, thật sự luôn, bao nó cực kỳ nặng mông luôn các anh chị. Con bao đó, em dành trận cho nó là cái câu gì? À ngoài thèm, trong chán hoặc là trong chán ngoài thèm. Đấy, có nghe là người đứng ngoài á thì họ thấy con này á thì họ rất là thèm, nhưng mà những người nào mà đã mua cổ phiếu này rồi á thì sẽ cực kỳ là chán nản với nó nha. Yeah. Đấy. Nên là các anh chị chúng ta <laughs> bỏ qua thì nó nặng lắm Ok thì chắc cái video của Tuấn sẽ kết thúc Với cái 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 phần nhận định cuối về VNDAX Thì như Tuấn nói với mọi người ở đầu video Là chúng ta sẽ hạn chế chúng ta tập trung quá là nhiều Vào cái chỉ số của thị trường chung Bởi vì hiện tại các anh chị chúng ta sẽ thấy Thị trường chung của chúng ta nó bị điều tiết bởi các cái nhóm cổ phiếu chủ rất là nhiều Vinhome này các chị phải thấy rồi. rồi Vic này rồi Vietcombank này Vinamilk này GVR này đấy nó bị chi phối rất là nhiều bởi những cái mã cổ phiếu chủ cũng như là những cái mã cổ phiếu vốn hóa lớn trên thị trường nó sẽ gây ra những cái sự xáo động về mặt chỉ số cũng như là về vận động cung cầu thực của 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 VNX chúng ta cho nên là Tuấn cũng có hai kịch bản vừa rồi là Tuấn có uh, Uh, diễn giải cho các anh chị ta đây. Một là nó sẽ tích cực nó giữ được quanh cái ngưỡng vùng 1060 và liên tục nó đi sideways trong cái biên từ vùng 1060 cho tới vùng 1080. Đó, đây ha, chúng ta sẽ một nốt lại ở đây 1080. Đấy. Rồi, ở mốc này là 1060. Rồi, nếu như mà thủng thì sao? Đấy, thủng thì nó có thể về lại sâu khoảng 140 quanh quanh đó. Đấy, nó có sẽ một cái biên độ như thế này các anh chị. À, các anh chị chúng ta sẽ thấy thôi để tuấn vẽ lại cái này cho nó chuẩn tí nha. Đây này, tức có nghĩa là nó sẽ cứ xuống ở đây, nó dập lên thì nó có thể nó kéo lên trở lại, nó té lại cái đỉnh nhưng mà không thành công thì nó có thể nó dập dìu nó lại đi xuống. À, nó cứ quanh lại quanh quẩn đây, quanh lẫn đây. Đấy, chưa biết được. Còn nếu như mà trong cái trường hợp mà nó bị bán thủng xuống ở đây này, nó vẫn sẽ có nhịp nó té lại đây nó mở biên nó giảm cái gì nhá thì nó vẫn sẽ có một cái nhịp ở đây nó hồi lên và nó tiếp tục nó đi sideways dưới đây nó sẽ tìm về lại những cái vùng giá thấp à, nó sẽ tìm về lại những cái vùng giá thấp để nó tái tích lũy trở lại còn trong cái trường hợp mà nó khỏe nó tốt thì nó sẽ duy trì được ở trên ngưỡng vùng 1060 Thật sự là cũng không quan trọng cho lắm bởi vì chúng ta sẽ tập trung chúng ta đánh vào các cái nhóm ngành mà có dòng tiền sẽ tốt hơn và tập trung vào uh, quan sát quá là nhiều về thị trường chung và ngay cả những cái ngày phân phối hay là những cái ngày uh, uh, bùng nổ theo đà thì thật sự là bây giờ mình cũng chẳng cần quan tâm nó nữa lắm đúng không mọi người đúng không? trong cái giai đoạn này thì đúng là cả có phiên bùng nổ theo đà đâu cả nhưng mà sao mà nhóm dòng chứng khoán thì nó vẫn tăng ầm 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 đúng không đấy cho nên là mọi người hiểu như vậy là làm mọi người biết là 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 những cái khái niệm về bùng nổ theo đà và cũng như là ngày phân phối trong cái giai đoạn mà nó sai quay đi ngang như thế này là coi như là vứt đi rồi nhá vứt đi rồi được chưa? đấy nên là mọi người cần chú ý những cái điều đó giúp Tuấn thôi là ok nhé rồi một lần nữa thì uh, Tuấn cũng xin cảm ơn các anh chị chúng ta đã quan tâm và theo dõi video đến từng phút này thì video cuối tuần này thì Tuấn nói hơi nhiều bởi vì Tuấn chia sẻ rất là nhiều và Tuấn tổng hợp lại cho các anh chị chúng ta những cái nhóm cổ phiếu nào là những cái nhóm cổ phiếu tốt ở thời điểm hiện tại cũng như là những cái cổ phiếu nào nó vẫn đang trong trạng thái tích lũy và bắt đầu cái trạng thái tích lũy thì Tuấn cũng đã chia sẻ hết trong video ngày hôm nay thì hy vọng rằng nó sẽ giúp ích cho các anh chị chúng ta trong những cái uh, chiến lược đầu tư sắp tới trong cái dạng tới nhé rồi cảm ơn các anh chị chúng ta rất là nhiều và uh, đừng quên là hãy ủng hộ Tuấn để mà Tuấn tiếp tục có những cái động lực Tuấn làm thêm những cái video chia sẻ cái kiến thức cũng như là cơ hội đến với lại các anh chị nhà đầu tư trong khoảng thời gian sắp tới nhé uh, và bằng cách là nhấn nút like video này cũng như là đăng ký kênh giúp Tuấn nha rồi cảm ơn các anh chị chúng ta rất là nhiều hẹn gặp lại các anh chị chúng ta ở những video tiếp theo